Cô kia không? Mọi cô bảo là hôm nay rảnh sao tới cho cô ấy một buổi vô thuê này. Con ở nhà với chú nhá. Thế thì anh ở nhà trông cháu không có bà lại đến đây. Vâng, anh trông cháu cho em với nhé. Con ở Đây nhà nghe lời chú nhá. Đấy chưa? Con hộ chú làm việc nhá. Anh ở nhà hộ. đây. Em cứ đi đi, yên tâm nhé, ở đây cháu ở đây anh trông cho. Vâng. Con ở nhà với chú nhá, mẹ đi nhá. Đi. Em cứ đi đi nhé. Đi anh ở nhà trong nhà nhá. Mạo quỷ nguy hiểm. Mom yang ma. Chưa hô la ta y tay, chưa hô la ta, chưa hô la ta yang ma. Cục hết. Papa con. Bảo ơi, cất cái này cho chú này. Cất cái ghế cho chú đi. Cất ghế chú nhá. Đây là phụ này mang vào bếp cho chú nhá. Để đun nhá. Thank you.
đưa đâu. Mẹ con mà. Ai có hở cơn năng nha con. Không ào mà ký kiểu rồi. Thả hồ mà số nào luôn. Cái bóp hỏng mưu kinh lỗi không? Đi đâm đi bóp kinh như giá lỗi. Thì tôi phải thưa tâm. Đáp mưu tâm mưu. Cái thằng này nó vẫn ở đây à? Thằng này vẫn ở đây à? Cháu ơi, bé ơi, bé ơi, ra đây ba bảo. Trời chan quá chan thở bó lùi mỏa. Hấp bằng cái này mà. Thank you.
Mẹ nó không ở nhà. Mẹ nó không ở nhà thì đưa mẹ mẹ đâu? Đi với bà. Thế mẹ nó về thế thì đưa đâu? Con đi với bà. Con có ở ở. Mày không có quyền giữ nó đâu. Không phải con của mày mà không có quyền giữ. Được. Buông ra. Đi về đi. Đi về với bà. Đi về với bà. Đi về đi với bà. Cái thằng này mày ở đây làm gì? Mày buông ra đi. Mày không có quyền giữ nó. Thôi đi về đi. Cô ở nhà cô đây rồi, cô vào đây cô nhiễu đây. Cô đi về nhanh. Đấy, mẹ nó về thì không. Đến đây làm gì thì hỏi là mẹ nó xem mẹ nó có đón gì đó. Hôm qua đó. Về đi, con đừng ở với bà đâu. Con đi về với bà. Bà bỏ nó ra. Cái thằng này buông ra. Thằng này không có quyền giữ cháu của tôi. Bà bỏ nó ra đi. Nó là cháu của tôi. Cháu về đi cô. Không. Hôm qua đã không đón được, hồi nay phải đón được bằng được cháu của tôi. Hôm qua tại. Cô đi về đi. Hôm qua tại mày đúng không? Hôm qua tại mày tao không đón được. Đi về đi. Mẹ nay tao phải đón được cháu của tao nhá. Đi về đi. Thôi được rồi, không phải nữa nhá. Con đi về với bà. Con đi vào nhà đi. Bà đi vào nhà. Không phải con của mày. Cô đi về đi. Cô về. Con. Mày đi về với bà. Đi về với bà. Bà đi về đi. Không. Không. Đi về đi. Bà đi về đi. Hôm qua không đón được nay phải đón được. Bà đi về đi. Cháu ở nhà đây với bà. Bà đi về đi. Cháu ơi, đây bà. Bà đi về ngay. Bà đi về ngay. Con đi về ngay. Mày là cái gì? Bà đừng có mà. Mày là cái gì? Mày có muốn không? Bà đi về ngay đi. Mày có muốn không? Bà đi về ngay. Con chạy vào nhà đi con. Mày lắm đánh bà già. Mày lắm đánh bà già. Bà đi về ngay đi. Nghe này với bà. Bà đi về ngay. Bà đưa cháu về. Đừng vậy rồi. Mày. Mày đi về với bà. Cái thằng này láo nhỉ, dám đánh bà mày. Thôi đi về. Dám đánh bà mày à? Đi, cháu đi với bà. Đi về với bà. Mày đi về với bà. Cái thằng này không có quyền đâu nhá, không có quyền giữ được nhá. Thằng này đi với bà, đứng lên. Đi. Con chạy trước, con xuống đây. Đi bà mua cho con kẹo nhanh. Con ở đây đi. Ở đây chú đây. Mày, cái thằng này. Đi về nhà đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai bà có đến không? Có, nay bà đến đấy. Bà lại đến á? Ừ. Anh đến dành bảo vệ đấy. Bà đến trước con về. Thế bà có đánh không? Đánh chú không? Bà có ở đây lâu không anh? Bà ở đây một lúc lâu đấy, anh đuổi mãi mới về đấy. Chồng em dai rồi đấy, chắc là muốn đưa thằng bảo về. Hôm qua nói thế là bà vẫn đến. Anh đang dọn dẹp được mấy cây ở đây thì bà đến bà. Em vừa đi rồi bà đến ạ. À? Em đi một lúc lâu lâu thì bà đến. Một mình bà. Chắc thấy em không ở nhà nên là bà gì mà bà. Chắc thế.